Hi, xin chào tất cả các bạn, các anh chị. Mình là Nghĩa, Nguyễn Trọng Nghĩa, ở tại chung cư Trần Quang Diệu, phường 13, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Lời đầu tiên mình chúc tất cả các bạn, các anh chị được nhiều sức khỏe, được nhiều niềm vui và luôn luôn hạnh phúc trong cuộc sống nha. Và hôm nay em lại xin phép giới thiệu với các bạn, các anh chị về những cái dòng xe giá mềm cũng như là xe phổ thông cũng như là xe bình dân. Chỉ có xe vài triệu cũng có, xe 10 triệu cũng có, xe mười mấy triệu cũng có nha các bạn. Và sau đây em xin giới thiệu với các bạn, các anh chị chi tiết từng em một. Đây. Và chiếc xe đầu tiên em muốn xin giới thiệu với các bạn, các anh chị, đây là một chiếc xe Suzuki. Suzuki. Đây là chiếc xe Suzuki Hayate. Suzuki Hayate nha các bạn, màu nâu. Chiếc xe Suzuki Hayate, bình đề đầy đủ, máy móc rất là êm. Máy móc rất là êm. Xe Suzuki thì Hayate này thì nó rất là bền. Nhưng mà giá nó cũng rất là tốt các bạn ạ. Em này mang biển số 59Y204897. Xe này thật ra thì người ta không có chuộng nhiều, nhưng mà nó lại rất là bền. Cái chất lượng của nó rất là ổn định nha các bạn, đi nó rất là khó hư và nó cày rất là tốt. Và với chiếc xe Suzuki Hayate 125 này thì mình mong muốn bán với giá là 3.800.000, giấy tờ nghiêm chỉnh đầy đủ hết nha các bạn, 3.800.000 đó. Một cái dòng xe tay ga mà phổ thông cũng như là bình dân, rất là phù hợp với các cô chú các anh chị các bạn mà chỉ cần lấy cái xe là phương tiện đi ngon lành thôi đó. Rồi, và kế nữa là một cái dạng xe xe số cũng rất là cày, rất là ngon, đó là Honda Dream, nhưng mà Honda Dream Trung Quốc nha các bạn. Nó mình nói rõ ràng thưa là Dream Trung Quốc. Và với chiếc xe Honda Dream này thì cơ bản là nhìn nó cũng nhìn nó cũng sạch sẽ thôi. Rồi chở hàng là ok thôi, chứ nó không có cái gì là đẹp quá nha các bạn. Em này thì mang biển số là 52U30933. Và với chiếc xe Honda Dream này thì mình mong muốn bán với giá là 3.500.000. 3.500.000 nha các bạn, 3.500.000 cho một chiếc xe Honda Dream Trung Quốc. Giấy tờ đầy đủ, nghiêm chỉnh hết. Dream Trung Quốc. Nếu mà xe số, một chiếc xe ga và một chiếc xe số, để các bạn các anh chị có thể lựa chọn theo cái nhu cầu sử dụng của mình nha. Hai chiếc xe đều giá rất là hợp lý. Và kế nữa là một chiếc xe khá sạch sẽ hơn, đó là một chiếc xe Honda Way. Đây là chiếc xe Honda Way RS 110, bánh căm thắng đĩa, bánh căm thắng đĩa. Honda Way RS 110. Và với chiếc xe Honda Way RS này thì máy của nó rất là bền nha các bạn, thuộc dạng là nồi đồng khối đá. Em này mang biển số là 54N35383. Và với chiếc xe Honda Way RS này mình mong muốn bán với giá là 6.600.000. Xe này thì đi cày thì ok rồi các bạn ơi, 6.600.000. Rồi, cảm ơn. Và kế nữa cũng là một chiếc xe Honda Way, nhưng mà nó là Way S 110. Way S 110 màu bạc. Xe này thì còn zin từ trên xuống dưới luôn. Xe còn zin, màu bạc là còn zin. Một chiếc xe Way S 110 còn zin. Và em này mang biển số là 54Y37069. Và với chiếc xe Honda Way S 110 này thì mình mong muốn bán với giá là 7.600.000. 7.600.000 nha các bạn. Rồi, cảm ơn. Và nếu các bạn các anh chị nào muốn đi chiếc xe Honda Tayga thì sạch sẽ, đẹp, thì giá hợp lý vừa phải, thì có chiếc xe Honda Ly. Mình muốn xin giới thiệu với các bạn các anh chị đây, Honda Ly màu vàng đồng. Đó, chiếc xe Honda Ly màu vàng đồng. Honda Ly màu vàng đồng. Xe này là có hệ thống phun xăng điện tử FI. Xe cũng còn khá là sạch sẽ, mới, đẹp. Rồi.
Đây, em này mang biển số là 59M11269. Đó, xe rất là sạch sẽ đẹp nha các bạn. Đó, máy móc là nguyên zin. Và với chiếc xe Ly này thì mình mong muốn bán với giá là 10.900.000. 10.900.000 nha các bạn. Rồi, mình xin cảm ơn. Xe này thì được cái thùng nó rất là to các bạn. Đựng đồ rất là nhiều, rất là rộng rãi. Rồi, em xin cảm ơn. Còn quay trở lại, nếu mà các bạn, các anh chị thích cái dòng xe số thì có chiếc xe Honda Way. Đó, có chiếc xe Honda Way Alpha. Way Alpha lốc đen. À, Way Alpha lốc đen nha các bạn. Way Alpha lốc đen. Alpha lốc đen màu xanh. Em này mang biển số là 52K97256. Và với chiếc xe Honda Way, Way Alpha này, Way nhỏ này các bạn, thì mình mong muốn bán chiếc xe Way Alpha nhỏ lốc đen này với giá là 10.500.000. 10.500.000 nha các bạn. 10.500.000. Rồi, mình xin cảm ơn. Và kế nữa là mình cũng xin giới thiệu với các bạn, các anh chị một chiếc xe Honda Rim 2 Thái tem lửa 7 số. Đó. Cái xe này thì được cái là máy móc nó rất là ngon. À, xe là máy móc nó rất là ngon, nhưng mà em nó cũng là dạng xe nó cũng có cũ theo thời gian, theo năm tháng rồi, nhưng mà cục máy cũng còn rất là chất. À, xe không có mục mọt chỗ nào hết nha các bạn. Đó. Xe không có mục mọt chỗ nào hết. Và em này mang biển số 51F30838. Và với chiếc xe này thì mình mong muốn bán với giá là 13.500. 13.500 nha các bạn. Đó là chiếc xe Honda Rim 2 Thái tem lửa 7 số. Rồi, em xin cảm ơn. Và kế nữa em muốn xin giới thiệu với các bạn, các chị một chiếc xe Future. À, đây là một chiếc xe Honda Future 110. Future này là Future màu xanh Tiger các bạn. Đó, Future màu xanh Tiger. Còn khá là sạch sẽ. Future màu xanh Tiger. Và với chiếc xe Honda Future này thì đi nó rất là bền nha các bạn. Đi nó rất là bền. Xe còn sạch sẽ liền lạc, đồ bạc nó cũng còn, nhưng mà người ta đi người ta cũng không có rửa cho nó sạch gì đó. Xe này em nó mang biển số là 59C3 20022. Và với chiếc xe Future màu xanh Tiger này thì mình mong muốn bán với giá là 14 triệu. 14 triệu nha các bạn. Xe máy móc em gu giấy tờ thì chính chủ. Rồi, xin cảm ơn. Và kế nữa là một cái chiếc xe Future 125 FI, phun xăng điện tử, bánh mâm thắng đĩa. Đó, Future này còn lợi xăng hơn nữa các bạn. Đó, Future nè, 125 nè. Dơ không? Các bạn thấy không? Dơ không? Dơ quá đúng không? Nhưng mà chùi ra một cái là nó mới tinh lên liền à. Nó sơn zin mà. Đó, sơn zin. Mọi thứ cái xe này là đều zin hết. Đó. Khi các bạn, các anh chị chùi rửa ra một cái là nó mới cáo lên. Đó. Em này thì mang biển số 59G128938. Và với chiếc xe Future 125 FI cùng xăng điện tử bên phân đĩa này thì mình muốn bán với giá là 15.200.000. 15.200.000 nha các bạn. Rồi, xin cảm ơn. Và kế nữa là mình cũng xin giới thiệu với các bạn, các anh chị một chiếc xe Future Neo FI. Đó, Future Neo FI bánh mâm thắng đĩa. Đó, Future Neo FI. Đó, xe là zin. Future Neo. Chanel còn zin luôn, nhưng mà toàn lộ là xe chưa có dọn dẹp gì hết, mới vừa lấy về là để lên sóng liền luôn nha các bạn. Và với chiếc xe này em nó mang biển số 54R17725.
Và với chiếc xe Futurenail FE phun xăng điện tử bánh mâm thắng đĩa này thì mình mong muốn bán với giá là 28 triệu. 28 triệu cho một chiếc xe Futurenail FE phun xăng điện tử bánh mâm thắng đĩa nha các bạn. Và tất cả là xe đều giấy tờ nghiêm chỉnh đầy đủ. À, khi các bạn các chị mua đều được ký hợp đồng công chứng mua bán sang tên. À, em xin chân thành cảm ơn các bạn các chị rất nhiều. Là một chiếc xe Honda Super Cup. À, chiếc cúp đỏ. Và chiếc cúp đỏ này là thật ra không phải là chiếc DD nha các bạn, mà em nói là một chiếc xe Honda DH. À, một chiếc xe Honda DH. À, nó y chang như là DD nhưng mà nó không phải là DD nha các bạn. Mình nói rõ ràng đây là một chiếc xe Honda DH. Và đặc biệt là DH thì các bạn các anh chị biết rồi, nó không phải là DD nên nó có đề. Đó. Mà đề nó một phát một là nổ nè các bạn. Đó. Bật công tắc lên. Đây. Không. Không. Xe cũ cũ nhưng mà máy rất là chất. Đó. Và với chiếc xe Honda DD không phải DD mà là DH này, em nó mang biển số 50R18842. Thì với chiếc xe Honda DH này, thì DH là 88 á các bạn, thì mình mong muốn bán chiếc xe Honda DH này với giá là 5.800.000. 5.800.000. Rồi, mình xin cảm ơn. Và kế nữa là mình xin giới thiệu với các bạn các anh chị một chiếc xe Honda Way RS. À, không phải, này không phải Way RS mà Way S110. Đây là một chiếc xe Honda Way S110 màu bạc. À, xe còn sạch sẽ, máy móc thì êm du. À, Quay S110. Em này mang biển số 54I37069. Và với chiếc xe Honda Quay S110 này thì mình mong muốn bán với giá là 7.600.000. 7.600.000 nha các bạn. Rồi, xin cảm ơn. Và kế nữa là mình xin giới thiệu với các bạn các anh chị chiếc xe chiếc xe này là một cái chiếc xe SYM Attila Elizabeth. Elizabeth màu nâu. Attila Elizabeth màu nâu. Còn khá là sạch sẽ, đẹp. Xe Elizabeth này thì có khung xăng điện tử FE nha các bạn. À, em này thì mang biển số 72K107871. Và với chiếc xe Attila Elizabeth này thì mình mong muốn bán với giá là 5.900.000. 5.900.000 nha các bạn. Rồi, mình xin cảm ơn. Và kế nữa là mình xin giới thiệu với các bạn các anh chị một chiếc xe Honda Vision tuyệt đẹp luôn. Em này nó có màu vàng đồng. Rất là mới luôn, chiếc xe này rất là mới luôn. Hôm bữa là nó được dán keo nguyên chiếc và sau khi tháo keo ra em nó mới tinh nè. Mới ơi là mới luôn. À. Và với chiếc xe Honda Vision màu màu này là giống như màu cam cam đó các bạn. Xe nó được dán keo nguyên chiếc luôn, đẹp lắm. Em này mang biển số 59F276288. Và với chiếc xe Honda Vision này đời cuối 2014 thì mình mong muốn bán với giá là 22 triệu, đời 25 luôn. Rồi, 25 luôn, rồi. Xin lỗi các bạn nha, đời cuối 2015 mới có màu này. Bởi vì mình nói nhầm thì sẽ bị phạt các bạn à. Rồi, khi các bạn các anh chị tới là em tự, giống như là thú phạt thì em sẽ tự chịu phạt ha, một chút. Khi các bạn tới là em bớt các bạn các anh chị rất là nhiều. Rồi, cảm ơn. Và kế nữa, em xin giới thiệu với các bạn các anh chị chiếc xe Honda Lee. Đó. Honda Lee này rất là đẹp, màu xanh tiger. Em nó rất là đẹp, rất là mới luôn. Đẹp bóng lưỡng luôn, từ trên xuống dưới luôn. Đẹp, không có chê được luôn các bạn. Đó, và với chiếc xe Honda Lee màu xanh này, em này nó là đời 2010 mấy nè các bạn. 13, đó, đời 2013. Chiếc xe Ly này màu xanh đen, xanh giống như xanh tiger các bạn, xanh với lại da yên là màu vàng. Em này mang biển số là 59B180163. Và với chiếc xe Ly này thì mình mong muốn bán với giá là 21 triệu. 21 triệu. Rồi, mình xin cảm ơn các bạn các chị rất nhiều nha. Và ngoài ra
có một cái em xe rất là đẹp, mà em này giống như là một cái em cọp á, mà nó đi lạc giữa bầy sói hoang đó. Bởi vì sao? Bởi vì em nó đẹp xuất sắc luôn, từ trên đến dưới luôn các bạn các anh chị nè. Đây à, bây giờ thật ra mình xe này mình cũng không rành nhiều, mà để mình nhờ bà chị mình coi, nói với các bạn các anh chị coi nó đẹp làm sao. Xe này sao mà đẹp dữ vậy chị? Đẹp như cô gái này luôn á. Nước sơn là zin hết. Rồi phụt trước cũng chưa có tuốt gì hết, bánh cũng chưa tuốt. Mâm miếc là lốc, rồi cảng, lắp trao chưa mở. Nếu bạn đã mua chiếc xe này giá mềm này là 89 triệu. Còn thương lượng cho các bạn. Xe zin hết. Đời mấy vậy chị? Đời 2009. Đẹp như chị luôn phải không? Không, như chị thì xấu nhưng xe rất đẹp. Nhưng ai mua xe này rất may mắn. Đây, xin thưa với các bạn các anh chị nha. Xe này em nó mang biển số 59E201407. Đó là từ cái cảng nè các bạn các anh chị thấy không? Là em nó chưa có sơn tút ra. À, xe chưa sơn tút. À, xe là số máy là 015 đầu. Đó. Xe là đời nó cũng khá cao rồi. À, vỏ thì còn rất là dày gai. Đây để em coi cái đát nó còn không. Không, vỏ này vỏ đu lốp nha các bạn. Rồi. Lốc nè. Đó. Lốc zin chưa sơn. Rồi cái này à, xe này sao chị, mời chị xích ra đây, mời chị xích ra đây coi. Chị có thể là thuyết minh về cái xe này giùm em không? Bà chị mình bà không có thuyết minh cái xe này các bạn à. À, bà rành hơn mình cái xe này mà bà không có thuyết minh gì hết. Nói vậy chứ xin thưa với các bạn các anh chị, xe này là một cái chiếc xe coi như là đời cuối 2008 thôi, nhưng mà là đăng ký trễ thì nó qua là 2009. Đó, bởi vì số máy em nó chỉ là 1015 thôi. Nhưng mà được cái là xe này như bà chị nói là xe đầu nồi chưa rớt, nắp chao chưa mở. Thì khi mà các bạn các anh chị tới á, thì cứ mở cái thùng nguyên ra để mình kiểm tra kỹ bên trong là nó có nắp chao nó có mở hay không. À, thì mình chúng ta sẽ biết liền nha. Đó. Dán keo nguyên chiếc nha. Lột ra hết không có chảy nào. Rồi, như là dán keo nguyên chiếc. Lột ra là không một vết chảy nào phải không? Còn rin luôn phải không? Hết. Đúng không? Dòng. Rin phải không chị? Rin hết đúng em. Rồi ok chị. Và một lần nữa chị nói lại là cái xe này mình mong muốn bán bao nhiêu? Mong muốn bán là 89 triệu. Xe này nước sơn zin này, tất cả chưa có sơn một tuốt thế nào hết. Đúng zin của Nhật luôn. Chưa có chính chủ không? Chính chủ luôn. Có chứng giấy sang tên được không chị ơi? Ký cho các bạn luôn. Rồi xe nhiều tiền thì không ký cũng mà chết à. Phải ký giấy liền cho khách và khách hàng. Rồi ok, cảm ơn chị nha. Rồi. Và xin thưa với các bạn các anh chị, chiếc xe SH á thì là bà chị nói là 89 triệu. Rồi. Và quay trở lại với em thì em chỉ giới thiệu được những cái dòng xe phổ thông bình dân vậy nè. À, thì với chiếc xe này thì em xin thưa với các bạn các anh chị, đây là một cái chiếc xe Honda AB 125 đời cuối 2014. Đó, FI phun xăng điện tử, rất là mới, rất là đẹp và rất là bền. Cái xe này đi rất là khó hư nha các bạn. Và khi mà hư á, thì rất là dễ, mà sửa ở đâu cũng được bởi vì nó rất là thông dụng. Em này mang biển số 59V171595. Xe này rất là đẹp nhưng mà đi rất là khó hư. Mà hư thì rất là dễ sửa, mà sửa thì rất là rẻ tiền, mà ở đâu sửa cũng được. À, em xin cảm ơn các bạn các anh chị. Và kế nữa em xin giới thiệu với các bạn các anh chị một chiếc xe rất là nhỏ nhắn xinh xắn của hãng Yamaha Noza. À, đây là chiếc xe Yamaha Noza màu xanh. À, xe này thì các bạn các anh chị đấy, là nếu mà các bạn nào mà tướng nhỏ đi cái xe này nó rất là phù hợp, nhỏ nhắn xinh xắn và bền. Đặc biệt là xe này nó vẫn có hệ thống phun xăng điện tử FI nha các bạn, nên khi mà chạy thì rất là lợi xăng. Và xe này cũng được dán keo nguyên chiếc luôn, từ trước ra sau, từ trên dưới, từ trong ra ngoài luôn. Và em này mang biển số 59H114514. Và với cái xe Yamaha Noza này thì mình mong muốn bán với giá là 13.500.000. Rồi mình xin cảm ơn. Và kế nữa cái chiếc xe Yamaha Noza thì có một cái chiếc xe rất là phổ thông hơn nữa, đó là chiếc xe Honda Future. À, Honda Future này cũng là màu xanh Tiger và có một cái giá tiền cũng xem như vậy, khoảng tầm 14 triệu thôi. Đó. Nhưng mà là rất là được nhiều các cô chú các anh chị đi với chiếc này thì cảm thấy nó thích hơn, và bởi vì nó bền và nó rất là lợi xăng. Bởi vì xe của hãng Honda thì nó rất là lợi xăng.
à, mà nó đi nó rất là ngon và nó rất là ít là khó hư, rất là khó hư đó. Hãng Honda là ngon, bền, đẹp, xe rất là đẹp. Em này thì mang biển số là 59C3 20022, và với chiếc xe này một lần nữa em xin thưa lại là em mong muốn bán với giá là 14 triệu. Rồi em xin cảm ơn. Và có một cái chiếc xe các bạn, các anh chị đã quen thuộc với em này rất là nhiều rồi, đó là chiếc xe Honda Rim 2 Thái tem lửa 7 số. Và chiếc này thì đối với em thì nó cũng hơi là xấu, nên có một cái giá tiền đó rất là vừa phải, đó là 12 triệu. 12 triệu thôi nha các bạn, 12 triệu thôi đó. Xe nó xấu, mặc dù rim Thái nhưng mà nếu mà không dọn thì nó cũng xấu lắm các bạn à đó. Nhưng mà được cái là xấu, à xấu thì mình về mình làm cho nó hết xấu đúng không các bạn. Nếu mà đẹp thì giá nó đẹp rồi đó. Xe xấu, xe xấu thì mình nói xấu thôi, chứ bây giờ mình biết nói gì giờ. Chẳng lẽ bây giờ mình nói nó rất xấu thì nó kỳ quá, mình chỉ nói là xe xấu. Nhưng mà đồ còn riêng nè các bạn à, 52M2 8075, xe rất là xấu nhưng mà các bạn, các anh chị thấy đồ đẹp à, vô biết cũng còn nguyên. Túm lại là xe rim nó còn à, phuộc nè đó, lốc nè chưa sơn. Nói chung là cái xe nó xấu nhưng nó zin. Và với chiếc xe này thì một lần nữa mình xin thưa với các bạn, các anh chị là mình mong muốn bán với giá là 12 triệu. Honda Rim 2 Thái tem lửa 7 số. Rồi xin cảm ơn. Và kế nữa là một chiếc xe Honda Way. Đây là chiếc xe Honda Way Alpha, lốc đen nhỏ, quay nhỏ các bạn. À, chiếc xe quay này thì hiện tại chưa có gắn bẩn vô, thì các bạn các anh chị cũng thấy bẩn nó mới ra đây, bẩn còn mới nguyên để đây. Ngày mai khi các bạn các anh chị mua thì mình sẽ lắp vào cho các bạn các anh chị luôn. Đó, bẩn mới luôn. Đó. Lắp cái bẩn vô thì em nghĩ nó lịch sự hơn đúng không các bạn? Lắp cái bẩn vô nhìn cái xe nó lịch sự hơn. Đó. Xe quay lốc đen, quay Alpha, quay nhỏ lốc đen. Em này mang biển số 52K97256. Và với chiếc xe này thì em xin thưa mong muốn của em muốn bán với giá là 10.500.000. 10.500.000 nha các bạn. À, em xin chân thành cảm ơn các bạn, các anh chị rất nhiều. Xe chính chủ, đầy đủ, nghiêm chỉnh. Rồi em xin chân thành cảm ơn. Những cái xe phổ thông nha các bạn. Và chiếc xe đầu tiên em muốn xin giới thiệu với các bạn, các anh chị, đó là một cái chiếc xe Yamaha. Chiếc xe này là chiếc xe Yamaha Classico. Yamaha Classico cổ điển nha các bạn. À, kiểu dáng rất là nhỏ gọn. À, em nó có cái màu vàng nâu, nâu vàng. À, mang dáng dấp rất là nhỏ gọn, xinh xắn. Nếu mà các bạn nào mà tướng nhỏ con thì chiếc này nó rất là phù hợp nha các bạn. À, máy móc mấy chiếc này thì nó rất là êm và nó rất là bền. Và với chiếc xe này em nó mang biển số 59N144622. Thì mình mong muốn bán chiếc xe này với giá là 9.300.000. 9.300.000 nha các bạn. À, 9.300.000 cho chiếc xe Yamaha Classico cổ điển. Rồi, xin cảm ơn. Và kế nữa là cũng là một cái chiếc xe Yamaha. À, chiếc xe Yamaha này là chiếc xe Yamaha Noza. À, chiếc xe này là chiếc xe Yamaha Noza màu xanh Tiger. Rất là nhỏ gọn luôn, cũng rất là nhỏ gọn, rất là xinh xắn. À, Yamaha Noza. À. Và với chiếc xe Yamaha Noza này, em nó có hệ thống phun xăng điện tử FI nên chạy nó rất là bền và nó tợi xăng nha các bạn. Và em này mang biển số là 59H114514. Và với chiếc xe Yamaha Noza này thì mình mong muốn bán với giá là 13.500.000. 13.500.000 nha các bạn. 13.500.000 cho chiếc xe Yamaha Noza. Đó, rất là đẹp, rất là nhỏ gọn. Và kế nữa là mình muốn xin giới thiệu với các bạn, các anh chị, chiếc xe Yamaha. Cũng là Yamaha nhưng mà là Yamaha Novo. Đó, chiếc xe Yamaha Novo màu trắng đen. Đó, chiếc xe này là một cái chiếc xe Yamaha
Novo đời sau này rất là dễ thương, dễ thương. Bởi vì đi thì nó rất là ngon, nhưng mà nó có điều nó hơi hao xăng tí nha các bạn. Đó, Novo nó hay hao xăng. Em này mang biển số là 59G191279. Nhưng mà khi mà chạy thì cái máy nó cũng rất là ngon, rất là bốc. Yamaha Novo. Đó, Yamaha Novo. Mẫu mới đó. Rồi. Và với chiếc này em xin thưa là mình mong muốn bán với giá là 10.500.000, 10.500.000 cho chiếc Novo. Và kế nữa là mình muốn xin giới thiệu với các bạn các anh chị chiếc xe. Chiếc xe này là chiếc xe Honda Lee. À, chiếc xe Honda Lee 125 màu xanh. Còn rất là mới từ dưới lên trên luôn các bạn à. Đó, đèn đuốc thì sáng trưng. Đó, chiếc xe Yamaha Honda Lee. Đó, và với chiếc xe Honda Lee này, nó có cái màu xanh vàng rất là nổi, phiên bản thời trang rất là đẹp. Đó, và với chiếc xe Honda Lee này thì em nó mang biển số là 59B180163. Và với chiếc xe Honda Lee này còn rất là đẹp, rất là mới này, thì mình mong muốn bán với giá là 21 triệu nha các bạn. Đó, rồi mình xin cảm ơn. Và kế nữa là mình muốn xin giới thiệu với các bạn các anh chị chiếc xe Honda chiếc này là SCR, nhưng mà dán cái tem Lee á các bạn, SCR. Đó, đây là chiếc xe Honda SCR dán cái tem Lee, màu này là màu môn, màu xanh nhưng mà giống như là màu hơi xanh, màu xanh đây. Lee nó có cái thường nó có cái đèn ở đây nè các bạn, SCR nó có cái đèn ở đây nè, cái đèn vàng đó. Và với chiếc xe SCR này lên cái tem Lee á, thì mang biển số 59B106167 này, thì mình mong muốn bán với giá là 6.500.000, 6.500.000 nha các bạn. À, rồi, xin cảm ơn. Và kế nữa là mình xin giới thiệu với các bạn các anh chị một cái chiếc xe màu đỏ khá là xấu, chày chụa, cũ, nhưng mà dù gì nó cũng còn cái hình đó, của nó là em nó là SYM Elizabeth. Đó, Elizabeth. Xe thì xấu nhưng mà còn được mỗi cặp kính là đẹp nè các bạn. Xe thì xấu nhưng mà còn được cặp kính rất là đẹp. Đó, yên cũng đẹp, còn hai cái đẹp thôi các bạn ơi. Nói chung là dàn đèn của nó cũng đẹp. Em này mang biển số 54F92035. Và với chiếc xe Elizabeth này thì mình mong muốn bán với giá tiền là với chiếc xe Elizabeth này thì mình mong muốn bán với giá tiền là khoảng 5.600.000, 5.600.000 cho chiếc xe SYM Elizabeth này nha các bạn. Rồi, mình xin cảm ơn. Và với một cái chiếc xe của Nhật Suzuki thì có giá rẻ hơn nữa là chỉ có 4.200.000 thôi. Đó là cái chiếc xe Suzuki Hayate. Đó, Suzuki Hayate này em nó cũ, xấu, chạy, nhưng mà chất là sao các bạn? Hãng Su đó là người ta làm cái sao đó mà không hiểu, nhưng mà cái chất lượng của xe nó chạy nó rất là ngon, nó rất là bền. Đó, và với em này thì em nó mang biển số 54V73941. Và với chiếc xe Suzuki Hayate 125 thì mình mong muốn bán chiếc này với giá là 4.200.000, 4.200.000 nha các bạn. Rồi, mình xin cảm ơn. Và qua một cái dòng xe phổ thông hơn, đó là chiếc xe Honda Way. Chiếc này là chiếc xe Honda Way R, Way RS màu đỏ đen, Way RS màu đỏ đen, bánh căm thắng đĩa. À, cái xe này thì nó rất là bền. À, cái Way RSX này thì nó rất là bền nha các bạn, nó rất là bền, nhưng mà nó cũng xấu rồi, nó cũ rồi nè các bạn, nó cũ theo thời gian và người ta chở hàng nhiều quá nên nhìn nó tem nó zin nhưng mà nó chóc hết rồi.
Em này mang biển số là 54N35383. Và với chiếc xe Honda Way RSX này thì mình mong muốn bán với giá là 6 triệu 600 ngàn nha các bạn. 6 triệu 600 ngàn cho chiếc xe Honda Way RSX. Rồi và kế nữa là một cái chiếc xe Yamaha Sirius. Đó, Yamaha Sirius nhỏ nhắn. Chiếc xe này thì nó rất là bền các bạn. Yamaha này thì nó bền rồi. Chiếc này là Yamaha Sirius bánh mâm thắng đĩa. Đó, đồ đạc nó rất là liền lạc. Máy móc thì nó rất là im. Chạy mấy chiếc này thấy nó cũ cũ vậy các bạn, nhưng mà nó chắc, đi ăn chắc mặt bền. Đó. Và với chiếc xe Yamaha Sirius này á, thì mình mong muốn bán với giá là 8 triệu 600 ngàn. 8 triệu 600 ngàn nha các bạn. 8 triệu 600 ngàn. Đó, Yamaha Sirius màu vàng đen. Rồi. Và kế nữa là một cái chiếc xe rất là đẹp, rất là mới luôn. Đó là chiếc xe Honda Future màu xanh Tiger. Đó, chiếc xe Honda Future màu xanh Tiger này còn rất là mới nha các bạn. Đó. À, các bạn có gì thấy không? Nó mới từ vàng màu từ tới vàng đèn. Đó, từ vàng màu rất là mới luôn. Xe rất là sạch sẽ. À, vàng bạc zin luôn. Vàng bạc zin luôn. Đó. Màu đồ xám, đồ bạc, đồ màu nó nhìn nó rất là chuẩn nè các bạn thấy không? Đó. Xe nó còn khá là đẹp. Các bạn có gì thấy nước sơn của em không? Nó còn bóng bẩy, bóng lưỡng luôn. Đó. Và em này thì mang biển số là 53F8-2716. Và với một chiếc xe Honda Future màu xanh Tiger còn khá là đẹp như thế này thì mình mong muốn bán với giá là 16 triệu 800 cho một chiếc xe Honda Future còn khá là đẹp. Xe chính chủ, bao ký giấy sang tên toàn quốc luôn nha các bạn. Rồi, mình xin chân thành cảm ơn các bạn, các anh chị rất nhiều. Và hôm nay em xin giới thiệu với các bạn, các anh chị một vài cái xe Honda SH ngon, bền, rẻ, đẹp, đúng lại là giống như là ngon bổ rẻ. Đó. Và với chiếc xe đầu tiên em xin giới thiệu với các bạn các anh chị, đó là một chiếc xe Honda SH màu đỏ đô, màu đỏ đen xì bo, còn rất là mới luôn các bạn. Đó. Màu đỏ đen xì bo còn rất là mới. Mấy cái xe này đó các bạn, mua về là chúng ta chỉ việc đi thôi, nó rất là mới, nó rất là đẹp, nó rất là ngon luôn, mà nó ít có hư hỏng vặt các bạn, rất là đẹp, còn quá là mới. Cái xe này á, thì cái đời của em nó là đời 2012-13, đời 2012-13, và em nó có cái giá tiền là khoảng vài chục triệu thôi, 59 triệu, 59D185337, như bình thường vậy á. Là một chiếc xe Honda SH 2012, SH Việt Nam 2012 lên Honda SH Ý 2012, và có cái giá mình bán là mong muốn là 59 triệu nha các bạn. 59 triệu, phải không? Cực kỳ em giấy tờ biên chỉ đầy đủ. Cảm ơn. Và kế màu đỏ thì đương nhiên em nói đến màu trắng nè các bạn. Đó, màu trắng cũng vậy. Một cái xe màu trắng rất là đẹp. Màu trắng thì thường là các bạn thấy không, nhìn nó rất là sáng, màu trắng chinh nguyên, nó sáng trưng à, rất là sáng và rất là đẹp luôn. Đó. Khi mà các bạn các chị mua là em sẽ gắn hai cái kiến, hai cái gương vào để cho các bạn các anh chị đi đường chấp hành đúng cái luật giao thông. Đó, màu trắng thì chúng ta có thể là mỗi một người mỗi một cái sở thích khác nhau đúng không các bạn. Mỗi một người mỗi một cái sở thích khác nhau, nhưng mà cơ bản là cái xe cái máy nó chất như nhau là được rồi.
bền, ngon bổ rẻ là được rồi. Và chiếc xe này em có mang biển số 59U13436, à, rất là đẹp, rất là mới, màu trắng, màu trắng tinh nguyên. Thank you.
đối với cái chiếc xe Honda NH mẫu 2018-19 này thì mình mong muốn bán với giá là 78.500. 78.500 nha các bạn. Rồi, xin cảm ơn. Và nếu như các bạn các chị thích cái mẫu 2020-2021 thì đây. Đây là những cái mẫu xe Honda NH mẫu 2020-21. Cũng có màu trắng, màu đỏ, màu đen, màu xám gì đó. Nhưng mà mình quay tự trưng một chiếc màu đỏ đi. À, vì mình thích màu đỏ nên mình quay cho các anh chị xem một chiếc màu đỏ ha. Đời 2020-21 thì nó rất là mới rồi, không có gì mà chê được, quá mới, công nghệ còn mới, xe còn hổ hành chính hãng luôn. Đồng hồ thì là đồng hồ điện tử. Đây mình lên đồng hồ. Cái chiếc xe Honda đó màu đỏ tuyệt đẹp đời 2020-21 này, em nó mang biển số là 59G2 85517 đó. Thì mình mong muốn bán chiếc xe này với giá là 78 triệu nha các bạn. Xin cảm ơn. Và để đó cũng lên cái máy để các bạn có thể
mình. Hy vọng các bạn khách hàng hãy cho các em cái cơ hội được như là hỗ trợ cho các bạn khách hàng.